Trong một ngày mà Erling Haaland không có mặt trong danh sách thi đấu, Kevin De Bruyne cùng Phil Foden tịt ngòi, Man City vẫn có thể giành chiến thắng tối thiểu trước Chelsea để bước vào trận chung kết FA Cup. Và người ghi bàn thắng duy nhất cho đội chủ sân Etihad là cái tên không ít lần xuất hiện để giải cứu nửa xanh thành Manchester trong những tình cảnh ngặt nghèo. Không ai khác đó chính là Bernardo Silva. Mới cách đây ít ngày thì tiền vệ người Bồ Đào Nha đã phải nhận không ít chỉ trích vì cú sút 11m có phần hời hợt trước Real Madrid. Thế nhưng với một người được trao quá ít cơ hội sút penalty, việc Bernardo Silva chọn cho mình phương án an toàn khi nhắm vào khung thành là hoàn toàn có thể hiểu được. Để rồi chính tiền vệ 29 tuổi đã vươn mình ra khỏi những chỉ trích đó, tỏa sáng và trực tiếp đưa The Citizen đến với trận đấu cuối cùng tại FA Cup mùa giải năm nay. Không có gì mà phải bàn cãi cả, Bernardo Silva chính là một trong những cầu thủ sở hữu kỹ thuật top đầu ngoại hạng Anh, thậm chí là cả top đầu thế giới. Tiền vệ sinh năm 1994 nổi bật với những tình huống qua người một đấu một, cùng với đó là khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp vô cùng đẳng cấp. Không chỉ gây ấn tượng khi cầm bóng mà các đường truyền mở ra cơ hội cho đồng đội của Bernardo Silva cũng vô cùng nhạy cảm và tinh tế. Dù Silva không ít lần dành sự quan tâm đặc biệt cho Barcelona, và Pep cũng đã từng thừa nhận rằng bất kỳ cầu thủ nào mảy may có ý định rời đội thì sẽ không có cửa ở lại với sân Etihad sau khi để Jesus và Zinchenko cập bến Arsenal. Nhưng khi được phỏng vấn về Silva, chiến lược gia người Tây Ban Nha không ngần ngại nêu rõ Man City cần tiền vệ này ở lại. Hiếm khi người ta thấy một Pep cá tính lại có thể xuống nước như vậy với một cầu thủ. Điều ấy minh chứng cho phẩm chất chuyên môn tuyệt vời của tiền vệ 29 tuổi và sự quan trọng của anh trong lối chơi của Pep Guardiola đang vận hành tại The Citizen. Là một trong những cầu thủ nhỏ con nhất tại ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại. Nhưng đừng để vẻ bề ngoài ấy đánh lừa. Silva thuộc top những cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho Man City ở mùa giải này với hơn 3.100 phút có mặt trên sân. Anh cũng hiếm khi bị bắt gặp trong tình trạng đuối sức dù đang chơi trong một đội hình yêu cầu cầu thủ phải di chuyển liên tục để gây áp lực. Khả năng ghi bàn và kiến tạo của Silva cũng không thể lọt vào top tại Premier League hay Champions League. Nhưng nói về sự thông minh, khả năng thích nghi và ổn định, Silva không hề thua kém bất cứ ai. Chấn thương của De Bruyne ở đầu mùa giải là thách thức không nhỏ với Pep, nhưng ông quyết định đặt niềm tin vào Bernardo Silva và có lẽ chiến lược gia đã không thất vọng với phù thủy nhỏ của mình. Câu hỏi đặt ra ở đây là, nếu các con số về kiến tạo và bàn thắng không tương đương với De Bruyne thì Silva đã làm tốt ở điểm nào? Trước hết đó là khả năng phát triển bóng, thường xuyên xuất hiện lùi sâu, tức là Silva có thể phát triển lên nhiều hơn so với các năm trước. Con số cụ thể là trung bình mỗi trận, cầu thủ người Bồ Đào Nha tịnh tiến quả bóng lên gần 200m thông qua các đường truyền. Con số này lớn gấp 1,4 lần mùa giải tốt nhất trước đó là 2019-2020. Theo Opta, mỗi đường truyền với khoảng cách trên 30m được tính là truyền dài. Vậy Silva đã thực hiện thành công gần 90% các cú phất bóng ở mùa giải này. Cũng là thành tích tốt nhất mà anh có trong 7 mùa giải tại Etihad. Quan trọng hơn cả là những đường truyền dài này thực sự mở ra cơ hội. Đồng thời với 4 tình huống tạo ra cơ hội từ tình huống bóng sống, Silva đã chứng minh tầm quan trọng của mình khi Kevin De Bruyne không thể ra sân. Kỹ năng mà Silva tỏ ra tiến bộ nhất trong mùa giải này là khả năng thu hồi bóng và tắc bóng. Mỗi trận đấu ở mùa giải này có sự góp mặt của tiền vệ người Bồ Đào Nha, anh thực hiện thành công 3 lần thu hồi bóng và gần 2 lần tắc bóng thành công mỗi 90 phút, đạt tỷ lệ xấp xỉ là 60%. Nói về sự thông minh, khả năng thích nghi và tính ổn định trong đội hình Man City lúc này, khó ai có thể qua được Bernardo Silva. Cầu thủ người Bồ sở hữu những kỹ năng hoàn hảo cho một chân chạy cánh, với sự lắt léo, độ tinh quái trong những tình huống đối mặt với hậu vệ đối phương. Còn khi được xếp chơi như một tiền vệ trung tâm thì khả năng kéo bóng, điều tiết nhịp độ của Bernardo Silva lại được thể hiện rõ nét không kém. Sự đa năng của Silva về kỹ năng chuyên môn cũng kéo theo điều tương tự trong lối chơi của cầu thủ này. Sở trường là chơi ở vị trí số 8, nhưng thực tế cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có mặt ở gần như mọi vị trí trên sân, từ tiền đạo, tiền vệ cánh, tiền vệ trụ hay thậm chí là cả hậu vệ trái. Chính Silva cũng từng bộc bạch với báo chí, khi ký hợp đồng với Man City, tôi thậm chí không biết Pep sẽ để mình thi đấu ở đâu. Tôi thường chơi trong vai trò tiền vệ. Nhưng rồi 2 năm gần đây, tôi dạt biên nhiều hơn, rồi sau đó chơi lùi sâu và sâu hơn nữa ở tuyến giữa. Có khi tôi đã chơi rất gần Fernandinho và giờ là Rodri. Miễn là giúp ích cho đội bóng, tôi có thể thi đấu ở đâu cũng được. Miễn là Pep yêu cầu, Silva chưa bao giờ từ chối bất cứ cơ hội nào để cống hiến chuyên môn của mình. Mùa giải này không phải lần đầu tiên Silva chơi ở vị trí số 8 quen thuộc. Nhưng có lẽ đây là mùa giải đầu tiên anh cảm giác hàng tiền vệ của The Citizen đang chơi xoay quanh mình. Không có De Bruyne, Silva chính là người được kỳ vọng và trao nhiệm vụ thực hiện những công việc mà ngôi sao người Bỉ vẫn làm. Trong trận đấu với Man United hồi tháng 10 năm ngoái, City đã có bàn thắng từ một pha trồng biên của Silva.
sau đó bấm bóng chính xác sang cột 2 để Haaland đánh đầu làm bàn. Chắc chắn tình huống đã nằm trong kế hoạch của Pep vì trước đó họ cũng triển khai một tình huống tương tự. Một ví dụ khác là trong trận hòa điên rồ của City với Chelsea tại Premier League, một trận cầu đề cao sức chịu đựng và khả năng xuyên phá qua sức ép thì Silva lại là người làm tốt nhất. Sự khéo léo và khả năng xoay sở tốt nhờ có một trọng tâm thấp giúp Silva không ít lần vừa nhận bóng vừa xử lý để thoát đi dưới sự kìm kẹp của cầu thủ Chelsea trước khi triển khai một pha tấn công. Hơn nữa, những pha đảo cánh của Silva không ít lần khiến đối thủ bất ngờ trong mùa giải năm nay. Tất nhiên, không có mẫu cầu thủ nào là hoàn hảo cả. Và Bernardo Silva cũng vậy, dù rất khéo léo, nhanh nhẹn và uyển chuyển, nhưng tiền vệ thuộc biên chế Man City lại có một điểm yếu cố hữu về thể chất và thể hình. Đôi khi cầu thủ áo số 20 gặp khó với những hậu vệ chém đinh chặt sắt và đặc biệt thất thế ở những tình huống bóng bổng. Dẫu vậy, cái hay của tiền vệ người Bồ là anh biết cách phát huy điểm mạnh nhiều nhất có thể và giảm thiểu tối đa những mặt hạn chế của mình. Bernardo Silva chắc chắn là hạt nhân trong lối chơi của Pep Guardiola. Dù không có thể trạng vượt trội như Erling Haaland, không chuyền bóng xuất sắc như Kevin De Bruyne hay không giàu tốc độ nếu so sánh với Jeremy Doku, lối chơi của anh cũng không phải là kiểu để báo chí đưa lên trang nhất. Nhưng nói về sự thông minh, khả năng thích nghi với hệ thống chiến thuật và tính ổn định, Silva không hề thua kém bất kỳ ai cả. Bản thân cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng khẳng định lối chơi của anh không dựa quá nhiều vào thể chất. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Empires vào năm 2019, Bernardo Silva đã đưa ra quan điểm khi được hỏi khi kỷ nguyên Barcelona của Guardiola bắt đầu, việc chứng kiến những cầu thủ như Messi, Iniesta và Xavi đã cho tôi thêm sức mạnh để tiếp tục. Barcelona là đội bóng hay nhất thế giới và ba trong số những cầu thủ giỏi nhất của họ gần như nhỏ con hơn tôi. Điều quan trọng nhất cho bóng đá là cái đầu, nơi những quyết định mà cầu thủ đưa ra. Tình cờ thay, sau chiến thắng 6-1 trước Bournemouth hồi đầu mùa, Pep Guardiola đã không ngần ngại so sánh Silva với chính Lionel Messi. Silva là cầu thủ phi thường, cậu ấy ghi hai bàn tuyệt vời. Pha xử lý ở bàn thắng thứ hai trông giống Messi, người làm điều đó rất nhiều lần. Sau đó khi được hỏi Silva liệu có phải một trong những cầu thủ hay nhất ngoại hạng Anh hay châu Âu hay không, thuyền trưởng người Tây Ban Nha đáp, cậu ấy hay bậc nhất thế giới. Tôi nói điều này nhiều lần rồi, có lẽ tôi khen Silva quá nhiều, nhưng cậu ấy xứng đáng. Dù theo lời Pep, Silva là cầu thủ hay nhất thế giới, nhưng không phải là không có điểm hạn chế. Những mùa giải gần đây, việc liên tục phải thi đấu ở cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia khiến cầu thủ người Bồ Đào Nha có phần xuống sức. Bernardo Silva đã 29 tuổi và 2 năm trở lại đây chứng kiến 4 chấn thương khác nhau của anh. Kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp ở mùa giải 2013-2014 đến 2022-2023, Silva bé chỉ nghỉ thi đấu 3 lần vì chấn thương, nhưng 2 mùa giải gần nhất chứng kiến anh phải ngồi ngoài đến 4 lần vì những vấn đề khác nhau. 7 mùa giải Man City chứng minh anh đã trở thành trụ cột của đội bóng này, nhưng nếu những cơn đau cứ liên tục hành hạ, Pep Guardiola sẽ phải đau đầu tính toán trong những trận cầu mà The Citizen không có sự phục vụ của anh. Giống như đa phần cầu thủ mới đến Man City và làm việc cùng Pep Guardiola, Bernardo Silva thời điểm đầu cũng gặp không ít những khó khăn trong việc cạnh tranh một suất đá chính. Anh thường xuyên có mặt trên băng ghế dự bị và chỉ được vào sân như một phương án dự phòng. Dẫu vậy, với tinh thần và ý chí kiên cường cùng thái độ tập luyện nghiêm túc, Bernardo Silva dần lấy lại được niềm tin nơi chiến lược gia người Tây Ban Nha và trở thành mảnh ghép quan trọng của đội chủ sân Etihad. Sự chăm chỉ, khả năng tập trung trong tất cả các trận đấu là điều nổi bật dễ thấy của Bernardo Silva. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã được sử dụng ở vị trí thấp hơn thường lệ trong trận derby Manchester hồi cuối năm ngoái. Guardiola tự hào khi có thể sắp xếp vị trí của anh liên tục thay đổi tùy thuộc vào đối thủ của họ là ai. Số 20 có thể chơi như một tiền vệ trung tâm truyền thống, một số 10 bên cánh trái hoặc thậm chí thấp hơn nữa như cách anh đã thể hiện trong trận thắng 3-1 trước Arsenal mùa trước. Không chỉ sở hữu sự đa năng, lý do chính khiến Silva có tên trong đội hình của huấn luyện viên Guardiola 6 năm qua là vì anh luôn làm việc chăm chỉ hàng tuần. Không có cầu thủ nào của Man City chạy được nhiều km mỗi trận hơn Bernardo trong Premier League mùa trước. Anh cũng dẫn đầu danh sách giành lại quả bóng trong vùng tấn công nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào ở Champions League. Tôi tin rằng không quan trọng bạn đá vị trí nào, trong bóng đá mọi người đều tấn công và đều phòng ngự. Vì vậy ở các vị trí khác nhau, bạn cần phải phòng ngự theo cách khác nhau. Bernardo nói sau trận thắng 3-0 trước Bayern Munich ở lượt đi tứ kết Champions League vào tháng 4 năm ngoái. Ngay cả khi bạn là một tiền đạo, một cánh trái hoặc một tiền vệ tấn công, bạn cần phải làm công việc của mình một cách đúng đắn để giúp đội bóng phòng ngự. Sự chăm chỉ của Bernardo không chỉ nằm trên những con số. Huấn luyện viên Pep Guardiola đã chia sẻ với giới truyền thông, Bernardo thật đặc biệt, anh ấy không đeo bất kỳ khuyên tai, xăm hình, lái một chiếc ô tô bình thường. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời đối với chúng tôi. Bernardo khiêm tốn và mọi người đều yêu mến anh ấy trong phòng thay đồ. Chúng tôi đã sợ mất anh ấy vì vị trí này là không thể thay thế. Có thể thấy mức độ quan trọng của Bernardo đối với đồng đội là lớn thế nào khi anh ấy cùng Haaland có buổi phỏng vấn với Sky Sports
Anh chàng này thật sự ấn tượng. Tôi yêu anh giống như Pep yêu anh. Sau khi lọt vào chung kết FA Cup và đang trên hành trình giành danh hiệu Premier League tiếp theo, Bernardo Silva được kỳ vọng sẽ đưa The Citizen tiếp tục chạm tay vào những chiếc cúp khi mùa giải năm nay hạ màn. Và đó là câu chuyện về Bernardo Silva, ảo thuật gia nhỏ bé của nhà đương kim vô địch EPL Manchester City. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi số giải mã ngôi sao lần này. Nếu yêu thích video, đừng quên cho chúng tôi một like, một share cùng một subscribe, những sự ủng hộ dành cho ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.